Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái vườn rau thủy canh của mình. Sau một tuần mình sắp xếp mình lại như thế nào nha mọi người. Coi rau nó phát triển như sao nha. Vườn thủy canh ở dưới đây thì mình đang trồng lại, đang gieo một số cải rau muống rồi, một số rau muống đã đem lên phát triển cũng ok. Rễ ra dài, đang gieo lại số thêm số rau muống. Hôm nay cũng cắt mớ rồi. Thùng này rễ phát triển cũng rất ok, dài, trồng rau muống bự. Cái cải ngọt này đem ở đây khoảng một tuần, mới đem lên vàng trồng khoảng một tuần, rễ ra không dài. Mấy kiểu cây xanh này lớn quá trời, cũng lãi lá ăn từ từ rồi. Một tuần rễ dài, mình gieo lại số trồng nhiều rau muống, thêm rau muống nữa, muống cải ngọt. Đây cũng hôm nay cũng có cắt mớ rồi, muống này lớn thu hoạch rồi. Rau muống này khoảng một tuần hai tuần là mình thu hoạch ăn lần lần rồi. Ngày mưa gió nó ít nắng đó, nó vượt quá trời, nó dài ra thiếu nắng. Mình dẫn mọi người lên cái vàng thủy canh trên mái nhà cho mọi người. Ba bữa nay thời tiết u ám, không mưa, không có nắng.
ôi mưa ít, nắng cũng ít. Đây rau đem lên vàng khoảng 2 tuần, phát triển dữ lắm. Để mình cho mọi người coi.
dài nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau của mình. Xin chào mọi người.